có rất nhiều ní thắc mắc những câu hỏi đại loại như là làm sao mình mỗi ngày đều có một mô hình để lên clip đều đều, vì đa phần các mô hình cũng không hề rẻ. Thì hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn, thật ra thì không có gì cao siêu hết. Trước cửa nhà mình thì mình sẽ đặt một cái hùng shop, trên đó có ghi dòng chữ là Hùng tái chế mô hình đồ chơi. Và đặc biệt là bản thân mình không nhận hàng pha kè, xin cũng phải có lòng tự trọng của xin chứ đâu có xin tè le được. Mà mấy bạn biết khoảng thời gian gần đây người ta sợ hùng shop như thế nào rồi đấy, nên mình để ý có ngày lại có tới 1-2 bóc mô hình. Như hôm nay là có 2 bóc SHF phiên bản World Zeal trong biệt đội Hải Tặc và gốc Bison trong Tiger and Bunny của ai, hình như không cần nên mới bỏ vô trong đây. Dòng thì cũng còn khá là mới, đúng chất, dễ tái sử dụng luôn ấy. Mình biết mấy ní sẽ lo lắng sợ là hộp không người ta chơi khăm mình đúng không, thời gian đầu mình cũng nghĩ là như vậy, nhưng qua vài lần lấy ra coi thì là đầy đủ nha mấy ní. Ở khu giờ có mật độ dân cư khá giả nhiều nó cũng phải khác bọt chứ. Do khoái mấy anh cao to đen hồi nên mình xin phép mở con hàng Bison 6 múi. Nếu ai từng coi qua series về Tiger and Bunny làm sao không nhớ đến anh chàng cục xúc này. Tên đầy đủ là Antonio Lopez, hay người đời vẫn gọi anh là gốc Bison, là người bạn thân nhất và cũng là anh hùng cựu chiến binh của Kabugari với hình dạng là hổ hoang dã White Tiger. Đây là hình dạng vũ trang hóa giáp trong hình dạng của một con bò to lớn. Anh ta được đặc biệt danh là Bultan of the West Coast vì cách anh ta lao qua kẻ thù bằng cặp sừng dày hoặc là đôi khoang khổng lồ. Những mũi khoang này có chức năng và anh ta đã sử dụng chúng để điều hướng nhẹ lên trên không trung sau khi được phóng ra để nghiền nát đối phương. Antonio có khả năng làm cứng da khiến cho anh ta không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý. Tuy nhiên nếu ai để ý kỹ, ngay cả khi ở bên cạnh Blue Ghost hay là Kai 2, anh ta vẫn không ngăn được sân băng rơi xuống. Nghĩa là cái sức mạnh này của anh ta bị hạn chế ở một mức độ nào đó. Người ta nói của cho không bằng cách cho. Có ai cho người khác mà phần đế còn niêu siêu khó mở như thế này không? Khổ, mua mới không xài, đem tặng vậy khiến cho người nhận cũng cảm thấy ngại lắm chứ bộ. Đến với phiên bản của SHF kỳ này thì đến lúc cầm ta mới nhận ra được là sao bản mô hình này lại nặng đến như vậy. Nó đầm tay và có cảm giác sướng gần các giác quan khi tiếp xúc. Và ở trong hộp chúng ta sẽ có hai phần tay để hai hới và cả hai ống khí để gắn vào mô hình. Phần hoàn thiện kỳ này phải ưng ở kiểu hình dáng lẫn màu sắc vì nó gần như tái hiện 100% chi tiết trên màn ảnh. Điểm trừ và cũng là điểm cộng duy nhất chính là phần khớp chân có biên độ dao động không quá lớn, nên khiến cho chúng không bị tình trạng lỏng lẻo lúc chúng ta tương tác tạo hình tạo dáng. Mình vừa sợ trên mạng và thấy mức giá khi mua cũng tầm một củ máy, rất đáng đồng tiền bát gạo để sưu tầm. Chuyện buồn nhất của ngày hôm nay chính là bí mật mà mình cất giữ bấy lâu nay đã bị phơi bày. Rồi sẽ bắt đầu từ đây, trước sân nhà của mấy ní có định làm heo, bỏ một cái hùng xốp như mình không? Làm thì cũng được đó, nhưng nên qua khu giàu có một chút. Chúc mấy ní thành công và phát triển trên con đường khởi nghiệp bắt đầu tập tành làm nhựa hũ.